Bạch Trà Viên ở tầng 2 là cái gì ạ? Tam số 8 chị ạ. 2 này đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, bạn nào muốn nhận quà của anh Công có không? Giơ tay nào. Em ơi, có mang đi lên lên nào. Tài cơ ơi, tài cơ mang lên nào. Bạn nào ngoan có quà luôn. Ba la la. Rồi này, con cùng bú ba la la. Anh đi ăn. Dạ. Dạ. Anh chồng đi chợ siêu lắm. Hay lắm. Tôi mà chỉ đi đánh chợ. Mẹ thương. Mẹ thương. Yeah.
Quà của chú Hề sơ tay đây nào. Ai nhận quà
giờ con sẵn sàng chưa? Con có tự tin vượt qua 9 giây hay không? Con có nhường em hay không? Nhường không? Không, con phải nhận quà chứ. Đang thi. Đang thi đâu? Nhường em không? Đang thi. Con đang thi. Đúng con rồi. Đang thi. Đang thi là sao mà nhường? Một ba ba bỏ nói nhá. Một hai ba. Bố hoặc mẹ của các con lên sân khấu nào. 5 4 3 Giật tay bố hoặc mẹ của các con lên sân khấu nào. 5 4 3 4 5 4
luôn đấy. À, được rồi, hay quá. Welcome to ba chị gái xinh đẹp để vừa lên sau mang tên Quy Tìm Máu Vật. Chú Huy cần gì, cần gì? Đấy. Vâng, và sau đây, các chú Huy phổ biến cho người chơi nhé. Khi chú Huy bảo chú Huy cần thì tất cả ở thành cần gì cho em. Vâng, và chú Huy phải đưa ra một yêu cầu và tất cả thành viên đang tham gia chơi phải lấy món vật đó về làm thẻ. Nếu các cô đôi nào lấy về sớm nhất, đúng nhất, nhiều nhất thì sẽ giành chiến thắng trong game sau này. Rồi các bạn sẵn sàng chưa? Rồi các chị ở đâu em chưa? Thì em kiếm của các chị nào? Các chị sẵn sàng chưa? Ok. Chú Huy ơi, chú Huy ơi, chú Huy cần tất cả thành viên đi ôm tiểu của mình một phát nào. Bây giờ
mình đi lấy món đồ mới và cất cái giày dép này về đúng vị trí nhá. Rồi. Chú Huệ Tân. Chú Huệ Tân, tất cả các thành viên đi lấy cho chú Huệ một chiếc lồng chân nằm đó. Lồng chân đâu? À, lồng chân đi đi, lồng chân đi hết rồi. Bây giờ khi nhạc lên thì tất cả các thành viên phải làm theo gì?
gì mà chú Hề yêu cầu nhá. Chị Diễm Vy làm chủ của em. Nếu làm không đúng thì chú Hề sẽ không tặng quà. Đấy, và không có tặng quà mà sẽ có hình phạt. Thành đúng rồi, trừng phạt luôn. Thành thôi. Thành viên đó đấy. Rồi, rồi. Có xin anh đồng trên nhà chưa? Chưa. Cảm ơn chưa? Vâng. Mình cùng nào nghe lời của chú Hề nhá. Nhún 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 là mình nhún nhún nhún. Của chúng ta có một người chưa phụ
gọi là Bồ Đề Tổ Lạc Sư. Đấy. Và Bồ Đề Tổ Lạc Sư chúng ta hôm nay sẽ hóa trang thành một nhân vật vô cùng đặc biệt. Một tràng pháo tay dành cho sư phụ của Lê Thiên Đại Đại. Vô đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhìn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Món ăn lửa bắt đầu, giải pháp. À, lấy đầu. Sư phụ của thầy Thiên Đại Hải. Các bạn nhỏ là muốn quay trở lại nhận quà từ chú Hề chưa?